anh 33 tuổi nhưng mà anh có một cái sự nghiệp thành đạt. Dạ. Rồi anh đẹp trai, anh gọn gàng, anh sạch sẽ, thơm tho, thì lúc nào có vợ chẳng được, đúng không? Còn em thì sao? Em 33 tuổi mà em còn như vậy nữa. Như vậy là sao? Không có chỉnh chu quá thì cái hệ tuần hoàn, hệ trao đổi chất, hệ điều hòa, hệ sinh sản của em nó sẽ khó. Anh nghiên cứu cái đó kỹ lắm. Em nói chuyện với anh em có cảm giác giống như là em đang coi thời sự. Nhưng mà hôm nay may mắn cho em, em gặp anh. Dạ. Anh sẽ chỉ dạy cho em. Em yên tâm đi, em phải về nhà anh. Ủa chi vậy anh? Về để anh dạy em. Không chỉ anh đâu, mà còn ba anh, mẹ anh, cô anh, cả dòng họ của anh sẽ lần lượt chỉ dạy em. Sau đó em sẽ là một con người có đẳng cấp, có kiến thức.